Chiến tranh đã lùi xa mấy chục năm nay, nhưng sức hủy diệt, tàn phá cũng như ấn tượng khủng khiếp mà nó gây ra vẫn còn đọng mãi. Nhắc đến mùa xuân năm 1975 là nhắc đến thắng lợi vẻ vang của dân tộc, nhưng đằng sau những vinh quang ấy là sự hy sinh của một thế hệ những người con ưu tú của dân tộc. Họ đã ra đi không tiếc đời mình để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Như một sự biết ơn sâu sắc đến những người anh hùng đã ngã xuống, tôi chọn tưởng nhớ những trang nhật ký của người lính đã từng tham gia trên chiến trường những ngày ác liệt. Đó là nhật ký Đặng Thùy Trâm để tham gia cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2021 do Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch tổ chức. Nhật ký Đặng Thùy Trâm là cuốn nhật ký của nữ bác sĩ liệt sĩ Đặng Thùy Trâm. Cuốn nhật ký đã theo chị khắp những năm tháng mưa bom lửa đạn ấy, ngay cả trong phút giây cuối cùng của cuộc đời mình trên chiến trường Đức Phổ Quảng Ngãi năm 1970. Cuốn nhật ký này đã được một sĩ quan quân báo của Mỹ trân trọng lưu giữ suốt 35 năm tại gia đình trước khi công bố tại hội thảo thường niên về chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại Trung tâm Việt Nam của Trường Đại học Texas vào trung tuần tháng 3 năm 2005. Sau cuộc hội thảo đó, cuốn nhật ký đã tìm được đường về với quê hương xứ sở, về với nơi nó được phôi thai và cần phải tồn tại. Khi tiếp xúc với nhật ký Đặng Thùy Trâm, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hình dung ra đây là những dòng tâm sự của một tâm hồn lãng mạn, bởi chất trữ tình và bi tráng của nữ bác sĩ, chiến sĩ, cảm nhận giữa chiến trường và những gian khổ trong chiến tranh. Nhà nghiên cứu Vương Chí Nhàn đã nhận xét, cuốn nhật ký có số phận kỳ lạ nhất, cuốn nhật ký mà người con gái cương nghị, thủy chung, trong sáng, đến thánh thiện đã viết với bao buồn vui, cay đắng, đớn đau và nước mắt. Cuốn nhật ký mà người con gái 27 tuổi đã chút vào đó cả nỗi nhớ cháy bỏng khôn nguôi về gia đình, về những ngõ phố của Hà Nội yên ấm, cả cơn đau xé ruột khi mỗi ngày trôi qua một đồng đội thân thương lại ngã xuống. Đặng Thùy Trâm sinh ngày 26 tháng 11 năm 1942 trong một gia đình trí thức ở Hà Nội. Năm 1966, Thùy Trâm xung phong vào công tác ở chiến trường B. Sau 3 tháng hành quân từ miền Bắc, tháng 3 năm 1967, chị vào đến Quảng Ngãi và được phân công về phụ trách bệnh viện huyện Đức Phổ, một bệnh xá dân sự nhưng chủ yếu điều trị cho các thương bệnh binh. Tại đây, Đặng Thùy Trâm đã không ngại khó khăn gian khổ, tận tình cứu chữa cho rất nhiều đồng chí bị thương. Với lòng nhiệt tình, tận tụy sống hết lòng vì tổ quốc, sự nỗ lực cố gắng không ngừng, chị được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 27 tháng 9 năm 1968. Ngày 22 tháng 6 năm 1970, trong một chuyến công tác từ vùng núi Ba Tơ về đồng bằng, Đặng Thùy Trâm bị địch phục kích và hy sinh khi chưa đầy 28 tuổi đời, 2 tuổi đảng và 3 năm tuổi nghề. Nhật ký Đặng Thùy Trâm là cuốn nhật ký được chị viết trong 3 năm khi ở chiến trường Đức Phổ Quảng Ngãi. Khi đó, Đặng Thùy Trâm mới ngoài 20 tuổi, chị cùng với những sinh viên Hà Thành lúc bấy giờ đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ của một người con đối với đất nước. Cũng như bao thanh niên cùng thế hệ, chị đã chọn cho mình lý tưởng sống, chiến đấu vì tổ quốc, tự nguyện phấn đấu cho lý tưởng của đảng. Với lý tưởng sống ấy, Đặng Thùy Trâm đã lao vào công việc với một nghị lực phi thường, là người phụ trách bệnh xá huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi. Thực chất là một bệnh xá tiền phương, chị đã lăn xả và cứu chữa thương binh, chăm sóc thương binh, tổ chức cho đơn vị di chuyển thương binh, di chuyển địa điểm để chống càn, đi công tác xuống cơ sở. Giữa một vùng đất hẹp, ngập trời, bom đạn và hàng dấu dày của những tên lính xâm lược, chị vẫn kiên cường bám trụ nhiều năm và lãnh đạo đơn vị thực hiện được nhiệm vụ cứu chữa cho thương binh và người bệnh. Khi người lính ngụy làm thông dịch viên nói với người lính tình báo Mỹ đừng đốt cuốn nhật ký và bản thân cuốn nhật ký đã có lửa, phải chăng ngọn lửa ấy đã được thắp lên, cháy lên từ chất lý tưởng ngập tràn trên những trang nhật ký, những trang viết phản ánh chân thực cuộc sống chiến đấu của người nữ bác sĩ. Chất lý tưởng trong nhật ký Đặng Thùy Trâm không chỉ cháy sáng lên một chiều, không chỉ thể hiện ra bên ngoài, mà nó còn tỏa sáng, soi rọi một cách đa chiều vào tận những góc khuất lấp của lòng người, vào tận những chấp ẩn của thân phận, để từ đó làm nên những viên than hồng âm ỉ nuôi dưỡng ngọn lửa dài lâu. Bom đạn chiến tranh không làm chị lùi bước, khó khăn gian khổ không làm chị nản lòng. Người con gái ấy vẫn luôn một lòng tin tưởng, quyết một lòng phụng sự cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của Bác Hồ vĩ đại. Trong một trang nhật ký, ngày Bác ra đi, Thùy đã viết: Bác Hồ đã vĩnh biệt chúng ta. Bác ơi, chúng con thề chiến đấu để thực hiện cho bằng được nguyện vọng sự nghiệp mà Bác còn bỏ dở.
giải phóng miền Nam và giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Thùy Trâm, tiếng trón ngọt lý tưởng, hoài bão, gạt hết mọi thứ để lên đường, chỉ ra đi vì đất nước, vì đồng bào. Ao ước của Đặng Thùy Trâm vừa giản dị và vừa cao cả là mong sao cho Tổ quốc được hòa bình, để sau này nếu được sống trong hoa thơm, nắng đẹp của xã hội chủ nghĩa, hãy nhớ và nhớ mãi cảnh này. Cảnh của hàng vạn người lính cầm súng chiến đấu bảo vệ quê hương, bỏ ra xương máu giành lấy độc lập tự do cho đất nước, cho chủ nghĩa xã hội động mãi trong lòng cô Thùy, người con gái Hà Nội thâm trầm, mạnh liệt. Đức Phổ, Quảng Ngãi, mảnh đất anh hùng này vẫn còn nặng những đau thương, máu đỏ xương rơi cứ nhắc hoài tên Thùy Trâm bên trạm xá. Và chưa một lần nào, người con gái Hà Nội này khỏi những băn khoăn, trăn trở trước những cơn đau của bệnh nhân. Chỉ tìm thấy là sự đồng cảm với họ từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ, hành động và cả những giọt mồ hôi lắng động trên từng vầng trán người chiến sĩ. Ở những nét giản dị rất đời thường như vậy, cho mọi người hiểu rằng Thùy Trâm mang dốc ván của chủ nghĩa nhân văn và tinh thần của chủ nghĩa xã hội sâu sắc. Quyển nhật ký kết thúc dang dở như chính cuộc đời của nữ bác sĩ, kết thúc nhưng không hẳn chấm dứt, khi mà những gì Thùy Trâm để lại là lời cổ động hào hùng, là tiếng nói khao khát muốn có một cuộc sống hòa bình. Sau những dòng nhật ký, ở quyển sách này còn thấy được hình ảnh người nữ bác sĩ trẻ ấy như nhấp nhở, như hoài niệm về một người cách mạng Việt Nam đầy hiếu trung, đầy tình cảm. Đặng Thùy Trâm, tên nữ bác sĩ anh hùng đó như một tấm gương. Đọc nhật ký Đặng Thùy Trâm, chúng ta biết được niềm vinh dự, hạnh phúc lớn lao khi được góp sức mình trong cuộc chiến đấu trường kỳ, khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản. Cuốn nhật ký ghi lại cuộc sống thường ngày với những tâm tư, tình cảm, cảm xúc của chị. Tôi hiểu rằng, chị tâm huyết với nghề bao nhiêu, thì tình cảm mà chị dành cho những người bệnh nhân của mình càng sâu sắc bấy nhiêu. Đó còn là tình thương của người chị dành cho những đứa em nuôi, là tình yêu đối với Tổ quốc, đối với Hà Nội, với miền Nam yêu dấu và đặc biệt là Đức Phổ thương yêu. Đặng Thùy Trâm chính là con người mà thế hệ trẻ ngày nay học tập, noi theo. Chị là một bác sĩ tận tụy với công việc, là đảng viên luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho, là người được mọi người yêu mến và dành cho những tình cảm hết sức đặc biệt. Không chỉ là tình đồng chí, đồng đội mà còn là tình cảm chị em vô cùng chân thành và đồng ấm nơi chiến trường khốc liệt. Đọc nhật ký của chị, ta thấy hai chữ yêu thương tràn đầy trong những trang giấy. Ta cảm nhận được tình yêu chị dành cho gia đình, cho những chiến sĩ bị thương, cho người em trai kết nghĩa. Chúng ta nên cảm thấy hạnh phúc vì được sống trong thời bình và trân trọng điều đó. Ông cha ta đã đổ biết bao xương máu để có được nền độc lập ngày hôm nay, có được chiến thắng, có được nền độc lập. Chúng ta phải cảm ơn một thế hệ thanh niên dấn thân vì sự nghiệp chung của dân tộc, một thế hệ thanh niên ưu tú đã quên thân mình vì độc lập dân tộc.